Bên này người ta đâu có ăn Tết ở Việt Nam đâu, chỉ có người mình thôi, chỉ có Tết ngày Tết Tây á thì nó mới đông. Bên này đông cũng từng nơi, cái trung tâm nó đông thôi chứ thật ra nó cũng thế à. Mọi người cứ bảo Tết Tư chứ ở đây Tết đó, ngày nào cũng giống nhau. Mình nghĩ mình sống ở bên này thì mình theo cái tục lệ bên này thôi, chứ còn Tết Tư thấy nó cũng bình thường, chả có gì đặc biệt cả. Dẫn mọi người đi đi ra chợ chợ Việt Nam nhé, đi cái khu Việt Nam, trời ơi, đi tìm chỗ đỗ xe hả, xỉu luôn. Mọi người có khỏe không? Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam sao rồi? Báo cáo là lại có một cái loại biến thể mới nhá, chưa biết được nó nặng hay nó nhẹ. Ôi trời ơi, mấy năm nay á, buồn như cũ ấy, chán, chả có cái gì đặc biệt cả. Xong Tết rồi không biết là mấy hôm nữa có đi chơi đi bời gì không cái kẹp kẹp của mình nó không được chắc, cho nên nó mới nhảy lung tung, vừa lái xe vừa giữ. Chắc sắp mưa rồi, chắc chắn phơi quần áo chiều hôm nay là nặng như vậy. Đấy, đây là chợ Việt Nam nhá các bạn nhá, đi vừa vừa thôi để cho tôi đi đó không các bạn. Người Việt Nam ấy, nhiều lắm. Lai sợ chim nữa, mà không có chỗ đỗ xe thì đọc thoại tiếp. Tại vì hôm nay á, nhiều người đi ra đây để mua
hôm nay là 30 Tết phải không các bạn? Mình chả biết Tết từ gì nữa. Tết ở đây cũng giống như ngày thường ấy mọi người, con cái chúng nó phải đi làm, đâu như Việt Nam đâu tất cả được nghỉ. Thì bắt đầu đi nghỉ bao nhiêu ngày đó, xong đi thăm gia đình rồi này kia các thứ, tại vì cái tục lệ ở Việt Nam nó là như vậy. Còn bên này người ta đâu có phải đất nước của mình đâu, cho nên là mình phải theo cái tục lệ của người ta đó. Đồng người đó mình tính ra mình mua con vịt về cho chúng nó ăn, cũng coi như là con vịt quay á, cho coi như là năm mới đi. Chứ thực ra ở bên này á, Tết tư cũng giống nhau ngày thường, thế chả có cái khí thế gì hết. Mình vào đây xem mà mình có may mắn không, có chỗ đỗ. Muốn đi mua cái gì á, tìm chỗ đỗ xe phẹt mặt ra, mua chỗ đỗ đâu. Đó. Ở bên này á, ăn Tết theo cái kiểu bên này, cho nên những cái ngày giống như là ngày mai là ngày Tết đúng không, thì chúng nó vẫn phải đi làm, đâu có được nghỉ, vẫn phải đi làm. Rồi á, chúng nó còn có bạn bè nó nữa, đâu có thời gian để mà sum họp như ở Việt Nam đâu. Ví dụ như gia đình này phải đến để chúc Tết nhau. Chúng nó ở đây chúng nó đâu có tiếp tục lại đấy đâu. Bố mẹ muốn gặp con cái phải làm cơm mời chúng nó tới, xong rồi phải lì xì cho chúng nó, xong bắt đầu chúng nó may ra chúng nó mới tới, chứ đâu có phải là cứ gọi chúng nó là chúng nó tới đâu. Còn ở Việt Nam là tục lệ là làm sao bố mẹ con cái đến là mừng tuổi cho bố mẹ đúng không? Ở đây không có đâu, mình phải mừng tuổi cho chúng nó thì có, rồi phải làm cơm làm nước cho chúng nó ăn, xong rồi phải hẹn trước hàng bao nhiêu ngày á. Ví dụ như nó có vợ có chồng rồi, rồi nó lại bên nội bên ngoại bên nọ bên trai rồi, ôi là đâu có chỗ đỗ đâu. Mình chỉ đi mua con vịt mới lại mua gói bột thôi mà. Đấy không, có chị này, chị này đi không, sách nặng này nhiều khi người ta đi vào xong người ta đi ra, người ta lên xe xong người ta đi ra. Chị này có xe ở đây không ấy? Cho em đổ phát. Lucky rồi. Hy vọng chị đi ra, chứ không nhiều khi chị để đồ lên xe xong chị này lại xuống, chị này đi ra để mua đồ. Ai trời ơi, xong rồi mình lại chống hốc. Mọi người có khỏe không? Ăn Tết có ngon không? Ăn Tết có to không? Ở bên này buồn thấy không? Thấy bà luôn. Chả có Tết tư gì, năm nay lại dịch bệnh nữa, còn bỏ mẹ nữa. Chị này đi ra nhỉ? Chị buồn cười lắm. Đấy, biết ngay mà. Không nói cho mình một câu đau. Chị đâu rồi? Biết ngay mà, đâu có đi đâu. Đi đi chị ơi, rồi ôi trời nắng nôi này đó, chị đi rồi. Lucky. Chị đi rồi các bạn ơi. Hello, hello, cái biển mặt mình đây, mọi người khỏe không? hôm nay đi ra chợ, chả biết mua cái gì, nhà mình chẳng có Tết tư gì hết. Rồi đưa cái đít vào.
nay lắc thì hôm nay may mắn quá, đi ra một cái có chỗ đỗ luôn. Vậy thì mình phải mua nhiều thứ chứ đúng không? Thôi nha mọi người nha, có chỗ đỗ rồi, chờ không có chỗ đỗ thì ngồi tán phét, vừa đi vừa tán phét tí. Hát nữa về một có thời gian để lên live stream nói chuyện với mọi người. Ok, chúc mọi người một ăn một cái Tết vui vẻ, bình an nhá, khỏe mạnh luôn luôn. Bye bye.